Gặp Ano rồi, trông anh thật đói khát. Nhìn kìa Ano, đây là anh đến từ tương lai. Chờ đã, người ta không cần quần áo của anh. Anh ấy cần trợ giúp. Đấy là lý do anh sẽ du hành tới năm 2050. Ôi không, đây không phải là viễn cảnh tươi sáng mà con người luôn nghĩ. Thay vào đó, năm 2050, trái đất chịu hậu quả từ nóng lên toàn cầu. Dân số thế giới vượt ngưỡng 10 tỷ người. Sự quá tải dân số này đã gây ra sự thiếu nước sạch trầm trọng. Và các thế lực lao vào tranh giành nhau lon Pepsi cuối cùng. Thôi được rồi, trở lại nhiệm vụ. Năm 2050, tất cả mọi người đều có giấy phép từ tính. Và bởi các máy móc thù địch có thể nhận dạng cảm biến từ xa tới 10 km. Ano, anh sẽ là người an toàn nhất và không thể bị tấn công ở 2050. Anh là người sẽ giúp thay đổi cục diện cuộc chiến. Các chiến binh tập hợp. Thế rồi, Ano, kẻ thù được báo là xuất hiện tại phía bắc. Tuy nhiên, con đường đã bị chặn bởi các súng bắn điện. Thay vì bắn đạn, chúng phóng ra các xung điện mạnh với vận tốc lên đến 7.000 km/h. Chúng ta phải tìm hầm trú ẩn. Nhanh nào, mau xuống đường hầm. Anh thoát khỏi họng súng rồi Ano. Nhưng có vấn đề khác đây. Bọn máy móc dò tìm. À, đừng lo Ano. Nhớ này, bọn lơ lửng này không nhận diện được anh đâu. Anh chỉ cần đi nhanh qua chúng nó rồi rút điện thôi. Tốt lắm Ano. Tương lai chắc chắn phải trông cậy vào người như anh. Tiến lên bạn tôi ơi. Sắp thành công rồi. Đến lúc lên bề mặt rồi. Ano, nhiều kẻ thù xung quanh quá. Mặc giáp máy vào ngay. Có bộ giáp này, anh sẽ trở thành một chiến binh siêu phàm. Đi mãi không mệt. Tất cả các hoạt động thể chất sẽ trở nên dễ dàng gấp 20 lần so với trước đây. Anh là bất khả chiến bại, Ano. Giờ anh chỉ cần tìm cách điều khiển nó. Ôi không, Ano. Anh vừa mới giết chết chính mình ở tương lai. Ok, ta không có thời giờ để đau buồn. Kẻ thù đang tới. Anh có tia phun lửa, bắn nó đi. Oh yeah, ai mà nghĩ được ngày này lại xảy ra ở Hollywood cơ chứ. Ano, coi chừng, có tên lửa. Ano, Ano, anh ổn chứ? Ano, anh bị chấn thương nghiêm trọng, nên các bác sĩ đã thực hiện vài phẫu thuật. Cơ thể anh vẫn ổn, nhưng có một vấn đề ở đây. Giờ ta cần một người không có giấy phép từ tính, và anh sẽ phải du hành thời gian để tìm ra. Đây là người anh cần tìm. Hãy đưa anh ta đến đây. Deja vu. Tôi cảm giác như mình từng thấy cảnh này rồi.